con chả cần biết là bố biết di chúc thế nào, nhưng mà nó làm thế này nó không được. Đây, nó là em con, nó còn ở đây đâu. Này, con là con cả, sau này con ấy còn phải lo cho tổ tiên rốt nhà cho bố mẹ. Con ở với mẹ đây còn gì? Thì con ở với mẹ chính nè. Nếu con ở với mẹ thì chính rồi. Con mẹ được thằng là phải được thuần hơn. Hơn mới kém thì bây giờ. Nhưng bây giờ thì bố mẹ chia, mẹ chia cho nó hết. Ít nhiều cũng trẻ chia mỗi một lửa. Một lửa bây giờ là di chúc như thế rồi, thì mẹ cứ làm như thế. Chứ bây giờ con cứ về. Di chúc như thế, mẹ bất xuống sống thì mẹ có thể sửa mà. Bây giờ là con cứ bố mà lần em về là con xong con để đánh em, thế thì mẹ sống làm sao được hả con? Thì mẹ chia lại cho công bằng lên rồi, chuyện đâu sao thế? Gia đình nhà bà hiền hiếu kiểu gì mà ba mẹ con ra mà cãi nhau hòm xòm thế? Đây, rồi bác lên đây, cháu nói chuyện với bác đây. Gì nhỉ? Mẹ cháu có mấy cái mẫu đất ở đây này, 4-5 mẫu đất này. Bây giờ thì thằng ấy nó lên thành phố lấy vợ rồi, mẹ cháu lại chia cho nó hết. Còn để cho cháu mỗi con nhà con này, chú xem lấy được không? Thế thì bây giờ là ông ấy lại viết di chúc như thế bác ạ. Thì bây giờ tôi biết làm thế nào thì phải thì bây giờ viết di chúc rồi, mẹ cháu vẫn sống ở đây, mẹ cháu vẫn sống ở đây. Mỗi lần về anh em rồi thì tôi sống làm sao được. Nhưng mà như thế không được đâu bà. Bác ơi, bác phải chia công bằng. Như thế như không được vì chỉ nhờ hai thằng con trai phải chia đều. Mà trong khi cháu là con trưởng, sau này cháu còn phải thờ cha rồi mẹ. Đúng rồi, đúng rồi. Trong khi thế cháu phải được phần hôn. Nhưng mà thằng kia, nhưng mà đây cháu được yêu cầu. Thằng kia mày ở trên thành phố đấy, mày về đây còn tranh đất cát gì với thằng anh mày nữa. Em đâu có tranh gì, em chỉ phải đem thăm mẹ thôi, xong anh lôi em ra đi chứ. Con cứ hơi thị là con đánh em, hơi thị là con đấy, anh cứ như thế này nên làm sao em nhưng mà để... do bác chưa bác, công rồi. Bằng đúng rồi, bác là mẹ thiên vị nè, bây giờ không phải chứ. Do này do bà là bà không nói chuyện rõ ràng với hai đứa là chia lại hay như nào, chứ còn nếu mà kiểu mà di chúc mà cho mỗi thằng em thằng trong lúc thằng anh ở nhà chăm bà ở như này thì nó cũng này, sau này thằng anh nó lấy vợ đúng rồi, sau này con sống. Lấy vợ con muốn xây ra to thì con xây cũng thế. Bây giờ thì con cứ từ từ để mẹ con tính, chứ bây giờ con lại cứ bây giờ về. Tính thì mẹ tính là tính luôn đi, đánh em như thế thì con chửi em rồi, con đánh lúc bác như bác mẹ cả một thôi con ơi, cả một mẫu ruộng to như này mà bà đưa hết cho con út thì nó cũng hơi khó. Có đấy, viết giấy thì trộm cho còn để lại cho nó một cái căn nhà bé tí này. Nói chung là di chúc mẹ vẫn còn sống, mẹ vẫn có thể chia được, bác không phải dựa vào cái di chúc đấy làm gì. Sống bác chia được vì thằng này nó còn cả thì nó còn lừa lo hương khói tổ tiên thằng nhà nữa. Mày đi thành phố rồi mày về đây mày cứ tranh làm gì. Em đi một mình, em chả có ai trên đấy cả. Thế bây giờ mày lấy vợ trên đấy bố mày thì nhà mặt đường bố em to, bố còn muốn cái gì nữa. Anh nghĩ mọi người ở đây sẽ tôn trọng em chắc. Tôn trọng hay không nhờ tao. Thế tôn trọng thế mày mày về đây về mày sống. Cũng phải chia công bằng. Tao không đòi hơn hay gì hết, nhưng mà cũng công bằng. Làm rẻ như chó chui được chạn ấy khổ. Thế thì bảo nó về đây mà sống, sao mày ở về? Sung sướng thì đâu. Bảo nó về đây mà sống sao mày ở về? Anh ơi, có sống ở rẻ như thế nào không? Về đây mà sống sao mày ở về? Mày ở đây đi. Tất cả ấy là em chỉ muốn tốt cho mẹ thôi. Mày tốt cái đéo ơi, cái mày gì? Đấy thôi con ơi. Mày làm cái gì? Đấy. Tốt là gì nhưng mày này, tốt là mày về phải nuôi mẹ mày đây này. Tốt cái gì? Tốt về lấy đất thì tốt cái gì? Đem lấy tiền. Mày đây là do là cho ông chồng nhà tôi không tâm. Nhưng mà thì giờ bà giờ bà đang sống thì giờ bà đang sống thì bà có thể bà chia lại được. Bà chưa lại được vì thằng cả đang nuôi bà đấy. Từ từ đi, bây giờ tôi tính. Đấy, đọc một tí. Mày không được như thế. Mày có gì anh em phải nói chuyện rõ ràng chứ không phải được đánh em như thế. Mày vớ va vẩn. Con ơi, con phải đây mà xây này. Nhà đất mình rộng việc gì thì ở trên đấy xong rồi. Con vẫn ở trên đấy. Ở như đây mày cứ cứng đầu nào trên đấy xong rồi bên nó tụt lên con chó ra đồng chơi không? Thôi, giờ cái này việc thế thì con thì khổ lắm. Bà ơi, việc chẳng có gì đâu. Giờ cái miếng đất này thì chia đôi ra cho hai anh em nó. Vì bây thằng giờ... cái cả thì nó ở nhà nó không chăm bà với lại nó lo hương khói tổ tiên ông bà. Em hỏi anh ấy chẳng thấy anh đi chấp nhận cuộc sống như này thế này mãi à? Tao ở đây tao vẫn sống được. Thế thì sao nếu mà mày không sống được. Em mới lên thành phố được có mấy năm trời. Em cũng phải là cố gắng chứ. Thế thì mày em nếu phải, mà mày cố gắng ấy. Nhưng mà bây giờ chạy lên qua thì đất này cả, tại vì rõ ràng là bố di chúc như thế từ ngày xưa thì mình cứ thế. Thế thì mày nếu mà mày cuộc sống ở trên thành phố rồi ấy, mày có đất, có nhà trên này đúng không? Chứ anh đừng cứ dùng mấy cái câu như kiểu là anh lo cho mẹ còn em không lo cái gì. Mày lo gì? Mày lo gì? Hiện tại chưa lo được nhưng mà từ từ. Con cứ bình tĩnh. Mày lo gì? Con cứ bình tĩnh. Chứ anh đừng có kiểu đấy. Con cứ bình tĩnh. Con ơi. Rồi là mẹ sẽ xem như nào rồi mẹ sẽ bảo với ban. Chứ bây giờ con cứ ôi, mẹ ơi, mỗi một lần về con lại khà khịa con đánh em con chửi em thế không thể được đâu. Thôi cái này giờ chị nhờ trong nhà đấy. Đóng cửa lại bảo nhau chứ đừng có
bơi ra làng xóm người ta cười cho đấy. Đất cát gì suốt ngày đánh nhau này mệt. Em nó phải chơi là cứ rồi đất ra làm gì. Thôi đấy là do bà thôi, bà giải quyết làm sớm là được. Mày có giải quyết công bằng một lần đi xem nào. Có phải nào chuyện nó xong đâu không? Gì mà công bằng cả. Đấy, bảo giờ hơi tị là đánh em. Đấy bác thấy không? Mày từ từ cho nên cái này mày như thế là mày sai đấy. Mày không được đánh như thế. Có chuyện gì nói mẹ cho mẹ được mấy đồng làm gì to lắm ấy. Thôi bà gì nhỉ, bà cái di chúc rồi thì di chúc rồi, nhưng mà bà chia lại đất cho anh em nó, khỏi phải đánh nhau. Con về đây con xây thoải mái. Còn cả đó, bây giờ nó cứ thế thì bây giờ làm nào được? Bây giờ nó cứ bảo là chia lại, bây giờ con chúng con thế nào? Nhưng cái vấn đề ấy là mình cứ theo thế mà mình làm thôi, và hiện trong mày theo cái gì? Mày theo cái gì? Trong đây nó là quyền lợi mà rõ ràng di chúc là bố di chúc như thế rồi, mình cứ theo thế mà mình làm thôi. Thôi con ơi. Này nhá, tao nói cái thằng này này. Em sẽ coi đây là một cái bản đây sẽ coi như đây là một cái bàn đạp, mày sẽ tận dụng nó. Bàn đạp cái gì? Thế là mày bán đất này, sau này mày lấy đất mày bán nên mày của tổ tiên của ông bà, xong rồi mày lên thành phố mày hưởng thụ, còn mình còn mẹ mày mày để cho thằng anh mày nuôi ở nhà này à? Lập nghiệp cái gì? Lập nghiệp cái mẹ mày, mẹ mày già đời đây ở đây sống được bao nhiêu nữa? Tóm lại bây giờ mẹ ơi, có chia đều không? Con hỏi mẹ một câu ơi, có chia đều không? Bây giờ thì con ơi, để cho mẹ còn phải ra xem ủy ban nó thế nào. Con không cần biết chứ. Nhưng mà tóm lại mẹ làm cái gì làm. Tóm mẹ chia đều ra, con không đòi còn hơn này gì cả. Nhưng mà cứ phải chia đều ra. Thì do bà nói với thằng con trai út của bà đấy, nó cứ về vẫn đòi hết tất cả này. Tôi bảo là thôi bây giờ thì để xem nào còn tính. Như thế không được. Mẹ tính của mẹ tính mấy năm nay rồi. Mẹ tính mấy năm nay rồi. Cái câu này con nghe nó gọi là nó chai lỗ tai rồi đấy. Bây giờ mày cứ lấy vợ về về đây mày ở đi. Mày xây thoải mái đi, có ai cấm đâu. Ê, nhưng mà mày không lấy vợ. Con không có biết cứ... nhưng mà chó mày có trên giấy tờ đứng tên của con hay gì con mày dám xây vậy chứ ơi. Ai mà cái này đang bà xây giờ... anh cứ xây đất ở đây. Rồi, giờ như này. Giờ giải mày quyết chỗ em này được, cái nhà giờ... cũ được mấy chục mét mà mày cứ thế đấy. Thế thì em hỏi anh nhá, thế thì đất nếu anh có đất đây thì anh làm gì, anh cũng định đi bán đúng không? Tao bảo xây nhà tao ở đây, tao ở đây rồi tao bán đi đâu. Miếng đất này nó chả trồng rau trồng dưa là mày không thấy à? Đấy anh trồng đây là đủ rồi, cần gì phải trồng gì? Ở đây. Cái nhà này trồng cái gì ở đây? Mày trồng này nghĩ cái gì? Mấy cái mông à? Em hỏi thật anh nhá. Nếu như mà anh chấp nhận anh sống mãi ở đây anh có thể nó phát triển được không? Con ơi. Tao phát triển hay không phải việc của tao. Này, con em không bao giờ chấp nhận mày. Người làng tao vẫn sống thoải mái nhá. Người làng tao vẫn sống thoải mái chứ không phải. Mày cũng xuất phát từ làng đấy cơ. Em không có vấn đề gì cả. Con cứ lùi mẹ là con nặng thế này. Con nói thẳng nhá. Di chúc cái gì? Mày có nuôi được mẹ mày ngày nào không? Mẹ nuôi mẹ đúng không? Sao mẹ phải mẹ mà nó? Đi theo nó thì mẹ chúng chết sớm thôi. Nhà của mẹ đây thì mẹ cứ ở vì sao thế mẹ? Thế thì mình cho chia đều ra cho hai con thế là xong. Bây giờ chia đều đi. Chỉ còn chia đều ra bà nói một câu rồi. Là chia đều thế thôi. Chia đều như bây giờ viết giấy chứng không bây giờ rồi là có thì lên đấy do vì giờ ông mất rồi thì bà đứng chủ rồi thì bà có thể là bà có quyền để mà chia. Từ từ phải lên lên đấy phải làm ừ, lại thôi được rồi. Từ từ của mẹ mấy giờ nhẹ nhàng thôi được rồi thế thôi. Giờ được thế thôi. Anh em có gì quý hòa quý quý anh em trong nhà nhau đừng như thế. Chịu được cái cảnh như này mới 3-4 năm rồi. Đâu nó đã bảo bán đâu, nó đã bảo bán đất rồi. Chưa bán đất nhưng mà cứ phải chia đều ra cho như là rõ ràng sau này. Nhớ chẳng may một ngày đó mẹ xảy ra chuyện gì sao? Thôi rồi, chia đều đi bạn. Sức khỏe cho mẹ gì cả, chỉ lo đất mi cát mi. Con không lo cho mẹ mà mấy đây mẹ làm việc có thức trắng ngay. Nó ở đâu? Nó ở đâu? Nó trên thành phố chứ. Nó bắt đi làm nó chưa về được chứ. Thì con nó đi làm mẹ, con có phải là chơi đâu. Mẹ lương mẹ 3 đồng, 3 cọc 3 đồng, mẹ 4 năm, mẹ 3, 4 triệu. Ơ, còn hơn cái mặt mày tôi ấy. Có lương 3-4 triệu tôi đủ sống mà rồi. Còn hơn mỗi ngày mày dư vài cho mẹ được mấy 3-4 triệu nhưng mà nó nuôi được mẹ nó. Mỗi ngày còn mày nuôi được mẹ mỗi đâu. Mày về cho mẹ mấy triệu mà mày nó như mày to lắm ấy. Thôi giờ kia đi. Thôi đóng cửa bảo nhau. Thôi nhẹ nhàng thôi. Đi về đi. Về đi con.